Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sống khỏe mỗi ngày. Vâng, thưa quý vị, cuộc sống thì khá là bận rộn. Vì thế, thức khuya là thói quen khó bỏ của khá là nhiều người. Nếu bạn thức khuya để đọc báo hay là xem phim, chơi game sẽ khiến cho não bộ trở nên căng thẳng và dễ bị quá tải cũng như là tổn thương nặng nề. Chúng ta có thể thấy được rõ ràng qua làn da như là xỉn màu hay là lên mụn và cũng có thể là có suy giảm trí nhớ hay là thừa cân, béo phì và nguy cơ cao hơn nữa, đó chính là mắc căn bệnh dạ dày khá cao. Vậy nên hãy dừng ngay việc ngủ muộn lại nếu không muốn mắc phải những hậu quả trên. Khoảng thời gian tốt nhất để ngủ đó chính là từ 10 giờ tối cho đến 6 giờ sáng ngày hôm sau các bạn nhé. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chuyên mục vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị luôn quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.